Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một video quay lại khung cảnh đường phố từ bến xe Giáp Bát về đường xã Đàn để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thật nhiều vui vẻ, luôn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật vào biểu tượng của cái chuông để nhận được những thông báo có video chấm dứt trên kênh của mình cả nhà nhé. Đó là khung cảnh đường phố hôm nay, thì mình sẽ di chuyển từ đoạn bến xe Giáp Bát về đường xã Đàn để quay lại khung cảnh trên đường phố di chuyển. Thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cái này nhé. Hôm nay là trời mùa thu Hà Nội vào buổi chiều. Trời thu Hà Nội thì trời mát mẻ và âm u, không mưa. Không khí thì buổi chiều thì xe lạnh cả nhà nhé. Thời tiết đang giao mùa và chuyển đổi nên rất là mát mẻ luôn cả nhà. Thời tiết phù hợp với mình đi ngắm cảnh du lịch ở Hà Nội vào mùa thu cái này nhá. Nên trời thì buổi chiều nó không có nắng đẹp như những ngày khác được cái này nhá. Đây là khung cảnh đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Tuyến đường này thì rất đông hoạt động. Thì mình buổi chiều trên đoạn đường này mình di chuyển nhanh để đi về, còn mà ở phía bên kia đường thì bến xe Giáp Bát thì rất là đông đúc, xe cộ qua lại rất là tấp nập và lượng khách ra vào rất là đông luôn cây nhá. Đây là đoạn trên chỗ địa bàn Giáp Bát thì mình đang di chuyển về cái này nhá. Mình vừa mới lên bến xe. Tuyến đường này thì đi về vào buổi chiều thì cũng tương đối phương tiện di chuyển rất là đông. Cả nhà đi xe khách, xe buýt thì mình lên đây để bắt các tuyến xe về các tỉnh thành ở gần thành phố cái này nhá. Và đặc biệt ở đây thì nó cũng gần bến xe nước ngầm. Mình đi một đoạn nữa thì sẽ tới bến xe nước ngầm cái này nhá. Đây là mình đi chiều về bên chỗ bến xe mình đi về cái này nhá. Thì con đường này thì mình nếu mình đi về mà mình đi thẳng thì đi qua chỗ công viên Thắng Nhất, một trong những công viên rộng lớn và cũng rất là đẹp ở trên tuyến đường này cái này nhá. Còn mình sẽ về xã Đàn để mình đi qua phía bên kia, mình về đường Bình Miếu cái nhà để mình về bên đó thì mình sẽ di chuyển vào phía trung tâm thành phố. Đây là con đường phía trước cả nhà nhé, thì mình mời cả nhà cùng dõi theo video của mình cả nhà nhé. Thì mình vừa đi vừa quay thì nó bị rung lắc, cả nhà thấy bị rung lắc thì cả nhà thông cảm cho mình cả nhà nhé. Rồi chúc cả nhà mình xem video thật nhiều vui vẻ.
Đây là cái đoạn ngã tư xã Đàn, thì mình quẹo qua bên đây để mình di chuyển qua xã Đàn cái nha nhé. Đây mình đang di chuyển vào đường xã Đàn cái nha. Ở phía trước của cả nhà là đường xã Đàn. Ở trên cái con đường này thì nó cũng có gần cái chỗ bích cầu đậu bán. Đó là một trong những điểm du lịch tâm linh rất là đẹp và xịn sò của Hà Nội luôn cả nhà. Ví dụ nó nằm trên đường Cát Linh đấy nhá. Mình đi xuống đây thì mình sẽ quẹo phải và mình qua đường Cát Linh thì mình sẽ đến điểm bích cầu đậu quán. Trong khu này thì cũng có rất là nhiều tòa nhà cao tầng và khách sạn nổi tiếng ở trên con đường này các nhà nhé. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn luôn đồng hành và ủng hộ video trên kênh của mình. Chúc cả nhà xem video trên kênh của mình thật nhiều vui vẻ, luôn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thì hãy nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật vào biểu tượng của cái chuông để nhận được những thông báo khi có video sớm nhất trên kênh của mình cả nhà nhé. Bye bye cả nhà.